Và sau đây là chúng ta sẽ có thêm một số thông tin nữa chi tiết hơn về trường MBS và những cái chia sẻ của chị Mai Lệ Quyên, cũng là một đại diện của trường. Xin chào các bạn, tôi tên là Mai Lệ Quyên, đến từ trường MBS. Các sinh viên Việt Nam đang học tại trường MBS của chúng tôi hiện nay cũng tương đối là đông. Chúng tôi có khoảng trên 500 sinh viên Việt Nam đang học tại trường. Và các bạn đều đang có những cái thời gian trải nghiệm học tập và sinh hoạt rất là thú vị ở Singapore. Chị vui lòng chia sẻ thêm một ít thông tin, ví dụ như là những cái lợi thế nào khi mà học sinh học được ở trường MBS của Singapore này. Các sinh viên quốc tế nói chung và sinh viên Việt Nam nói riêng khi theo học tại trường MBS thì cái điểm nổi trội mà chúng tôi thấy là các bạn rất là thích thú đó là các phương pháp học theo định hướng thực hành rất là cao. Ngoài những cái giờ lý thuyết thì các bạn có rất là nhiều giờ thực hành. Chúng tôi xây dựng các trung tâm thực hành cho các sinh viên ở các ngành như là ngành du lịch, ngành kỹ thuật, ngành thời trang, ngành khoa học đời sống, ngành công nghệ thông tin, thì chúng tôi đều có trung tâm thực hành rất là lớn và hiện đại trong trường, và các em sẽ được thực hành tại các trung tâm này ngay từ khi các em học ở năm thứ nhất. Ngoài thời gian thực hành tại trường thì các em có rất là nhiều các chuyến đi thực tế, và ở ngành du lịch thì chúng tôi còn có thời gian 6 tháng các em được thực tập tại các công ty lớn ở Singapore về du lịch, cũng như các khách sạn 4 sao, 5 sao ở Singapore. Theo như chị thấy thì sinh viên Việt Nam thường hay học những cái ngành nghề nghiệp, và ví dụ như là trường có những cái học bổng nào cho học sinh Việt Nam không ạ? Sinh viên Việt Nam khi mà theo học tại trường MBS thì theo thống kê của chúng tôi trong năm qua thì số lượng nhiều nhất các em vẫn theo học các ngành kinh doanh, các chương trình ở trong nhóm về kinh doanh như là ngành quản trị kinh doanh, ngành marketing và ngành kinh doanh quốc tế. Gần đây thì chúng tôi cũng có nhận thấy là các sinh viên cũng có nhiều những thay đổi, và các sinh viên chọn học các ngành trong nhóm về du lịch khách sạn cũng như là ngành truyền thông cũng đang ngày càng tăng lên trong thời gian gần đây. Để hỗ trợ cho sinh viên quốc tế và cụ thể là sinh Việt Nam thì năm nay chúng tôi có hai chương trình. Chương trình thứ nhất dành cho các sinh viên có năng lực tốt, tức là các em có đạt điểm trung bình 7.5 trở lên ở Việt Nam, các bạn có thể nộp đơn xin suất học bổng trị giá từ 3.200 đến 4.000 đô la sinh một suất. Bên cạnh chương trình học bổng này thì chúng tôi còn có chương trình hỗ trợ cho các sinh viên, đó là các sinh viên nộp hồ sơ đến MBS trước ngày 30 tháng 6 năm nay, các bạn sẽ nhận được khoản hỗ trợ từ 1.500 đến 2.000 đô la sinh một suất. Rõ ràng là các bạn thấy là bổng cực kỳ hấp dẫn và những cái hỗ trợ rất là hữu ích cho các bạn. Và chúng tôi muốn hỏi thêm là chị Quyên, là có những cái hỗ trợ giống như là cơ hội nghề nghiệp nào sau khi sinh viên tốt nghiệp từ trường của chị không ạ? Để hỗ trợ cho sinh viên trong việc xin việc làm ở Singapore thì nhà trường có thành lập phòng tư vấn việc làm cho sinh viên, gọi là MBS Career Assistant Unit. Tại bộ phận này thì các nhân viên ở đây họ sẽ có rất là nhiều những hỗ trợ sinh viên, cụ thể là mỗi một năm thì họ sẽ tổ chức hai buổi triển lãm hỗ trợ việc làm để các sinh viên sẽ có điều kiện tiếp xúc trực tiếp với các nhà tuyển dụng, các công ty. Ngoài ra thì sinh viên sẽ được tham gia rất nhiều các khóa đào tạo kỹ năng xin việc, các kỹ năng về làm việc, và các bạn cũng được gửi thông tin thường xuyên bởi vì trường có liên kết với trên 2.000 doanh nghiệp Singapore và cung cấp thường xuyên các thông tin về yêu cầu tuyển dụng đến các sinh viên của trường. Thật sự đó là những cái cơ hội tốt để sinh viên Việt Nam có thể mau chóng tìm được việc làm sau một thời gian học tại MBS. Và sau đây thì xin chị Quyên cho biết một vài cảm nghĩ về khi mà chị đến thăm công ty Thái Dương. Đây là lần thứ hai tôi đến công ty Tân Đại Dương, và cảm nhận của tôi là ở đây có một phong cách làm việc rất là chuyên nghiệp, các nhân viên cũng như là ban lãnh đạo là những người thực sự là rất là có tâm với về giáo dục, và các sinh viên của chúng tôi khi mà đi học đi qua công ty Tân Đại Dương thì các bạn đều rất là hài lòng. Xin cảm ơn những chia sẻ của chị Quyên với công ty và những cái kiến thức rất là tốt cho sinh viên Việt Nam. Xin chào chị. Sau đây là một số chia sẻ rất là hữu ích. Theo tôi nghĩ thì đối với những bạn muốn du học, nhất là ở cái trường MBS, đây là bạn học sinh Trung Hoa, là cựu học sinh của trường.
Chào các bạn, mình tên là Hoa, cựu học sinh của MDIS. Mình đã tốt nghiệp vào năm 2013 và mình sang học MDIS khóa thạc sĩ quản trị kinh doanh. Và ban đầu thì mình cũng rất là băn khoăn về việc chọn trường học ở tại Singapore cũng như là chọn Singapore như một đất nước để mình theo học. Mình đã nghiên cứu rất nhiều về các trường thì mình thấy được là MDIS là một trường rất nổi tiếng, có tiếng đối với thị trường Việt Nam cũng như rất nhiều các nước khác trên thế giới. Vì thế mình đã quyết định theo học MDIS. Và sau khi sang MDIS thì tất nhiên là ban đầu mình gặp rất nhiều khó khăn vì môi trường mới, mình chưa sang Singapore bao giờ. Và mình cũng gặp rất nhiều khó khăn về ngôn ngữ cũng như là thức ăn hay đời sống. Và mình cũng không quen ai ở bên đấy cả. Thế nhưng mà khi mà sang thì trường đã rất là tạo điều kiện để mình gặp gỡ được các cựu sinh viên, các sinh viên Việt Nam đang theo học tại trường, cũng như là mở rộng mạng lưới kết bạn đối với các bạn sinh viên quốc tế hay là các bạn sinh viên ở Singapore. Thì mình cũng đã được tham gia rất nhiều là hoạt động ở trường để mở rộng giao lưu kết bạn. Vì thế mà dần dần thì mình đã thích ứng được hơn với môi trường ở Singapore và học tập tại MDIS. Các giáo viên của MDIS cũng rất nhiệt tình, giúp đỡ, hỏi han không những là động viên trong học tập mà cũng như trong cuộc sống. Hỏi han mình về các khía cạnh như là đồ ăn, thức uống hay là các hoạt động giải trí bên ngoài. Và trường thì cũng tổ chức các hoạt động cho sinh viên Việt Nam như là cuối tuần thì có hoạt động barbecue tổ chức cho hội sinh viên Việt Nam tại MDIS hay là các hoạt động dã ngoại đi bãi biển. Vì thế mình thấy là rất là hữu ích, không chỉ là học tập mà còn tham gia được rất nhiều các hoạt động ngoại khóa, khiến cho mình cảm thấy năng động và tự tin hơn. Vì thế mình thấy sự lựa chọn của mình vào MDIS là một sự lựa chọn tốt và đúng đắn. Và hiện tại thì mình đã tốt nghiệp và mình thấy là sau một năm học khóa thạc sĩ quản trị kinh doanh tại MDIS thì mình đã học hỏi được rất nhiều, không những là trong học tập mà còn trong kinh nghiệm trong đời sống, giao lưu kết bạn. Và hiện tại thì mình đã đi làm và thật ra mình đang làm tại Singapore. Và sau khi tốt nghiệp tại MDIS thì mình đã có rất nhiều cơ hội làm việc tại Singapore và sau một vài buổi phỏng vấn tìm hiểu về các công việc thì mình đã đỗ phỏng vấn và hiện tại mình đang làm việc tại Singapore. Vì thế mà mình thấy là sự lựa chọn của MDIS. Cảm ơn chị chia sẻ của Hoa và hy vọng là các bạn sẽ tìm thấy ở đây rất là nhiều cái chia sẻ hữu ích. Và nếu mà các bạn muốn hiểu biết hơn và là cần thêm thông tin chi tiết về trường MDIS, các bạn vui lòng liên hệ với nhân viên của công ty Tân Đại Dương, có thể là qua các website và có thể thêm thông tin hoặc là gọi điện thoại. Xin cảm ơn sự theo dõi của các bạn.